Các bác ạ, đợt vừa rồi thì em lại có một cái biệt danh rất là mới, đó chính là Cường Sắt Vụn. Có một số bác anh em comment trên YouTube bảo từ giờ gọi là Cường Sắt Vụn, bởi vì là toàn bán những dòng xe rẻ đời cổ, một đống sắt vụn. Đấy, thì các bác bảo, các bác có biết không, em ở Thái Nguyên, mà Thái Nguyên thì gọi là một nơi đầu ngành về ngành thép ở Việt Nam. Và tất cả những đại gia ở Thái Nguyên hiện tại đều lên từ ngành sắt vụn, không phải là 100%, nhưng tuy nhiên thì những người giàu ở Thái Nguyên bây giờ, người gọi là đại gia đấy, đại gia gọi là siêu đại gia, thì các đại gia đấy lên từ nghề sắt vụn. Và em mà lại lên được cái nghề sắt vụn mà lấy ô tô về mà buôn sắt vụn thì em phải giàu gấp nhiều lần đại gia đấy luôn. Các bạn, cái xe cũ thì có phải là nhiều bác nhiều tiền thì cứ nghĩ rằng nó là sắt vụn, nhưng mà với những cái bác ít tiền, với những cái bác mà cả đời gom góp được 100-200 triệu mua cái ô tô thì nó là cả một gia tài. Thế cho nên là các bác có nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng đừng khinh thường những người ít tiền, đó là sắt vụn, bởi vì đó là cái nơi, cái quý nhất, giá nhất của người ta, cái nơi để họ che mưa che nắng và cái nơi để bảo vệ an toàn cho cái người mua được cái con xe đó, đúng không? Đấy, thế cho đừng chê nó là sắt vụn nhé, đối với các bác là sắt vụn nhưng đối với họ là cả một gia tài. Đấy, hôm nay em lại mang đến cho các bác một cái xe sắt vụn nữa, Honda Civic 2008 số sàn giá 180 triệu. 180 triệu buôn sắt vụn về, phải nói rằng là giàu thôi rồi. Em xin phép em chia sẻ về sản về con này nhá. Rồi, em đang đứng ở bờ hồ Nông Lâm các bạn. Thời tiết hôm nay bắt đầu có hiện tượng có bão rồi. Đấy, cây gió các thứ là khá là mạnh. Đấy, đây Honda Civic đây, biển Hà Nội nhá, 71105. Cái Honda Civic này thì các bác biết rồi là nó được thiết kế gần như là theo năm tháng rồi. Bây giờ nhìn cái form của nó cũng khá là đẹp. Đấy các bác nhìn xem, những cái bác nào thích dòng sedan thì em nghĩ rằng là không thể bỏ qua con Civic này, và với cái tầm tiền dưới 200 triệu. Đấy. Vì nó là số sàn, la răng vẫn là la răng sắt thường và được ốp bên ngoài bằng một cái ốp trông như kiểu la răng đúc. Form thì là cái form cũ, form mới hơn nữa thì đời 2009 trở lên thì nó là đèn lục lăng. Đấy, nhưng mà đằng sau con này thì vẫn là đèn tròn. Thế tuy nhiên thì em thấy là đèn tròn nó khá là đẹp đúng không? Các bác thấy không? Khá đẹp nhá. Máy 1.8 iVTEC, ác chưa? Rồi, em quay xung quanh cho các bác một cái gọi là tổng quát xung quanh. Con này em mới có sơn, tỉa và đánh bóng về, nhưng em chưa dọn. Đấy, và bây giờ em sẽ vào quay chi tiết vào con xe này cho các bác nhá. Đây, bên trong nội thất, cánh cửa còn khá là ok. Đấy, đấy, da cũng còn rất là ok. Nói thật với các bác, cái dòng xe cũ, những cái này ok thì quá đơn giản, vài triệu ok luôn nhá. Quan trọng là chất xe thôi, quan trọng là gầm bệ rồi, tất cả mọi thứ nó như nào thôi. Đây em chưa dọn dẹp đấy, các bác nhìn đây nó vẫn hơi bẩn bẩn này. Đấy, đây là khu vực đầu zin của nó này, còn nguyên này. Đấy, điều hòa còn nguyên nhá. Đây, cái củ số của nó còn đẹp không ạ? Còn khá đẹp đúng không? Đấy, đây nữa này. Tuy nhiên thì nói thật với các bác là những cái này nó khâu lại rồi thì nó mới đẹp được đúng không? Còn không làm sao nó đẹp được. Đây, 2008 đến giờ. Vô lăng đây. Vô lăng thì các bác để ý nhá, con Honda Civic nào chạy rất nhiều ấy thì cái này thường nó bị bạc hết. Cái này thường bị bạc hết, nhưng con này nó hơi bị bạc một tí ở giữa. Đấy, nó còn chạy khá nhiều đúng không? Các nút cũng chưa gọi là quá mòn. Đấy, đây như thế này. Đây, đây là riêng phần vô lăng. Đấy, con này thì như nhận định cá nhân của em thì nó chạy đâu đó nó tầm khoảng trên dưới 30 vạn rồi. Đấy, trên dưới 30 vạn rồi. Nhìn cái chân, các bác nhìn cái chân phanh chân ấy kìa. Thấy không? Đấy. Chứ đồng hồ nó hiển thị là bao nhiêu ta? Ơi, 27 vạn 8 này. Đồng hồ hiển thị là 27 vạn 8. Đấy. Phía bên này thì con Civic nào cũng vậy. Cái này là cái này còn cái còn nguyên bản của nó nhá. Thế cho nên là nó hơi bạc và hơi xấu này. Các bác thích có thể khâu ra lại này. Đấy. Các phím bấm ở đây vẫn còn ngon lành này. Đấy, chưa bị bạc này. Bên này cũng thế. Hay là các phím bấm ở trên vô lăng này cũng vậy. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Đây là phần ở trong xe. Đấy. Còn trần, các bác nhìn phần trần. Trần con Civic này thì nó là cái trần theo cái thuộc dạng nỉ, nhưng mà không phải nỉ xù đâu, nỉ nhẵn. Gọi là khá là đẹp. Đấy, đây. Ghế đằng sau. Đấy, ghế đằng sau là đằng sau hơi nhăn nhăn này. Thấy không? À, kia có bệ tì tay à. Đấy. Đây trong xe thì về cơ bản nó cũng chỉ có như vậy, chưa độ thêm cái gì. Bác nào mà muốn lắp đặt thêm màn hình, màn nước các thứ thì có thể lắp vào, một bộ nó tầm 4 5 triệu thôi. Cái gì đây? Nước hòa. Ồ, cái này của chủ cũ vẫn còn để nguyên đây, đầu CD cái thứ còn nguyên này. Đấy. Đây. Mỹ Tâm. Đấy. Rồi, đây là ở trong xe nhá. Rồi, bây giờ em tắt cái chìa khóa đi cái. À, cho các bác xem qua cái phần sau xe. À, nhưng mà muốn mở sau xe thì cần phải coi như là mở cốp. Mà mở cốp con này thì mở cốp bằng giật tay. Đấy. Thế con này về cơ bản thì nó có bị mấy thứ thì em xin phép để chia sẻ với các bác. Đấy, mở cốp ra nhá. Rồi. Mở cốp ra, đây là cốp sau của nó đây. Đây. Em chưa dọn dẹp gì đâu.
Em mua về mới chỉ là sơn tỉa đánh bóng ở bên ngoài thì các bác nhìn nó khá là bẩn đúng không? Nhưng mà về là bọn em sẽ cho dọn ngay. Các bác nào mà mua được con xe mà nó mộc mạc kiểu như thế này thì có lẽ rằng là cũng nên cố. Đây có này, phần này bị chạm tí này. Đã khá là em bán Civic rồi, nhưng mà riêng những con số sàn em không hiểu tại sao, nhưng 10 con thì 8 con nó bị hút vào đít. Đây, nếu mà muốn biết hút sâu hay không thì bác cần kiểm tra ở dưới này. Đây. Đấy, cái phần này của nó vẫn còn nhá, cái phần hốc này này. Đấy, cái phần hốc để bánh này vẫn còn này. Đấy, thì còn ok. Thế tuy nhiên thì con này nó bị ở phần cốp, bị ở phần nắp cốp này. Đấy. Các bác để ý thì cái phần nắp cốp này đang bị móp này, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, đây, nhìn bên này là rõ nhất. Đấy, có vết rút rồi. Đấy. Thì khi mà mình đóng xuống như thế này ấy, cái phần nắp cốp ấy nó bị rúi ở phần trên này nên nó chùn lại. Nó chùn lại, người ta gò ra, người ta nó kéo ra. Ừ, xin chào. Đấy, thì cái phần đấy nó đang bị người ta kéo ra. Đấy. Thế là các bác thấy được rằng là riêng con Civic thì rất hay bị cái dòng đó. Tiếp đến nữa là phần đầu nữa. Đây, cho các bác xem qua cái phần lốp nữa. Lốp này dày bịch Michelin. Lốp này các bác chạy 4-5 vạn nữa thoải mái nhá. Lốp mít luôn, lốp mít mà phải nói là lốp còn cực mới luôn ấy. Talon cái thứ vẫn còn đây này. Đấy. Kìa, lốp trước thế, 4 quả lốp mít. Và bây giờ em sẽ mở cái capo. Rồi, mở capo ra cho các bác ngó thử cái phần về động cơ. Đây vẫn bẩn này. Em chưa dọn dẹp rửa đánh bóng gì mà. Đấy, gọi là mới chỉ là sơn nơi mang xong rồi mang về thôi. Xin phép các bác nhá, em lại phải chống cái khoang máy lên. Rồi, đây. Đây là toàn bộ khoang máy. Khi em mở ra thì các bác thấy được rằng là em đã thấy có hiện tượng là tháo capo nhá. Tháo capo đã tháo rồi. Đấy. Kính. Kính này thay 2020. Để xem lại nào. Kính 2020. 208. Ok, em cần kiểm tra lại thêm một chút nữa về cái vấn đề kính. Kính này là kính lái là bị thay rồi này. Đấy. Hiện tại thì con này như em nhận thấy là đã thay một kính lái và một kính ở bên tài. Như kính ở bên tài là theo em được biết thì là thay kính zin 2006 kính của con zin. Kính của con zin luôn. Đấy, thế vậy tại sao nó phải thay như thế? Thì em thấy là cánh cửa hiện tại là không có vết đâm, chỉ thì được vẫn là chỉ zin nhá. Đấy. Ok, phía này cũng không thấy có hiện tượng đâm gì, nhưng tại sao phải thay thì em đang chưa luận ra được. Kính này kính 2008 này. Đấy, xem cột kèo. À, cột kèo của nó còn nguyên luôn. Không hề mất một chút đinh bấm nào. Đây. Đấy, thế như vậy là cái lý do bị vỡ có thể là nhiều lý do khác nhau, nhưng về cơ bản thì em đang thấy nó là như vậy. Cột còn nguyên, kính thì đã thay. Đấy. Cabo thì đã tháo. Còn bây giờ cùng em kiểm tra xem là cái phần khoang máy của con này nó thế nào nhé. Có bị đâm toang tí nào hay không. Đấy. Ở trên bên này thì là em đang thấy là nó chưa có gì này. Đấy. Phía bên này cái thanh, cái này của nó vẫn còn nguyên này. Cái này của nó là rất là mỏng nhé các bác nhé. Rất là mỏng, chạm nhẹ phát là cong rụp vào ngay. Thế nhưng mà hiện tại thì em đang thấy nó còn nguyên. Đấy. Phía đây cũng thế. Đấy. Chân máy thì còn khá là ok, còn khá là cao, đút gần vừa ngón tay nữa. Đấy. Còn về phần động cơ thì em thấy rằng là nó hiện tại thì không có hiện tượng ẩm dầu, tất cả đều khô ráo, sạch sẽ. Đấy. Và động cơ của nó thì là máy em đang nhìn kỹ xem là đã làm hay chưa. Máy đã làm hay chưa thì hiện tại nó đang không nhìn được. Đấy, khó ở chỗ đấy chứ này. Con ốc kia thì em thấy tháo rồi, nhưng ốc này thì lại chưa. Đấy, ốc này tháo rồi. Một con 2008. Thì một vài con ốc em nhìn thì em nhận định thấy rằng là con máy này đã làm lại hơi rồi các bác nhá. Máy đã làm lại hơi rồi. Đấy. Làm lại hơi rồi thì các bác biết rồi, dòng Civic ấy, và tất cả các dòng khác nó chạy tầm mấy chục vạn rồi ấy, thì nếu như trường hợp mà phải làm lại hơi thì em nghĩ rằng là cũng không vấn đề gì. Nó khá là ok bởi vì bản thân nó là cái dòng xe cỏ. Nếu làm lại hơi rồi thì sẽ bền đâu đó. Nếu mà dầu mỡ các thứ ngon lành thì sẽ đâu đó được thêm chạy được tầm khoảng 4 đến 5 năm nữa là quá là thoải mái. Đấy, còn tùy các bác chạy nhiều chạy ít, tùy các bác bảo trì bảo dưỡng của nó nhiều hay ít như thế nào. Đấy. Khoang máy thì khỏi phải bàn đi, bởi vì là hiện tại bây giờ phần côn, phần số, phần máy rất là khỏe và rất là ngon. Đấy, em lên em đổ máy thử cho các bác xem nhá. Ở đây, em phải lên em
vặn thử phát để cho các bác cảm nhận được cái con máy này. Đấy. Ok, đó, thấy chưa? Để phát là lên luôn. Đấy. Và bên ngoài này là phần máy này. Đấy. Đây. Phần máy của nó đây hoạt động khá là ok, bởi vì là máy của nó là máy 1.8 mà, hoạt động rất là ok luôn. Đấy, các bác nghe tiếng máy không? Cực ngọt luôn, không hề có tiếng gõ nào. Đấy. Các bác nghe thấy không ạ? Có thể là cái mic của em để gần cổ thì các bác không nghe đấy, em chĩa cái mic xuống nhá. Đó, thấy chưa? Các bác nghe thấy không? Đấy. Máy của nó hoạt động còn rất là ngon. Đấy. Khói các thứ không, khói xanh, khói trắng và tất cả mọi thứ là đều không. Đấy. Xe thì đã được độ đèn bi rồi này. Đấy, bóng pha là bóng LED này. Đấy, bóng cốt là bóng bi này. Dưới là đèn gầm này. Đấy. Rồi ok, để em hạ cái capo đã. Em vừa lái vừa chạy con này về xem nó thế nào nhá. Đấy. Đây. Rồi bây giờ em sẽ lên trên xe. Đây. Đấy, đây phần vô lăng này. Đây, đạp côn vào số này, số rất là nhẹ nhàng đúng không? Số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này. Đó, thấy chưa? Đấy, đây. Rồi, đây nhá. Kịch sang đây đưa đây số 1 này. Đấy, thế giờ hạ xuống, hạ phanh tay xuống vào đi. Thì con này thì về nói nó khá là ngọt ngào, các bác đấy thấy không? Đấy. Nó nói chung là dòng Civic xe hạng C mà. Bác nào mà mua con này nói thật với các bác và chia sẻ thật với các bác để em quay lại nhá. Chia sẻ thật với các bác là bác nào và anh em nào mua con này tầm 180 triệu để mà làm gì ạ? Thay thế cho một con i10 hay con Morning dịch vụ tầm đời 2015, 2016, 2016. Đấy, thì em nghĩ rằng là con kia là con i10 dịch vụ ra, mà con này là xe hạng C. Mà ngày xưa ai mua con này thì khẳng định với các bác luôn là không có cái chuyện mua con này để mà chạy dịch vụ. Các bác tin không? Từ đời 2008 làm gì có ai có tiền mà mua con xe hạng C này để mà chạy dịch vụ đúng không? Đấy, thì chắc chắn được rằng là về gầm bệ tất cả mọi thứ nó đều ngon hơn cái con i10. Đấy, cái đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai, đi sướng hơn, an toàn hơn. Đấy, nhưng mà các bác phải đánh đổi. Đánh đổi ở đây là đánh đổi cái gì? Đánh đổi về thứ nhất là sửa chữa. Đấy, chẳng may phải sửa chữa thì con này đắt hơn con i10 nó tầm khoảng 5-60%, tức là đắt gấp rưỡi. Bất kỳ một cái sản phẩm nào đó đắt gấp rưỡi. Đấy. Cái thứ hai, xăng nó tốn hơn. Tốn hơn là đúng rồi, con i10 có 0.2, con này 0.8 mà, đúng không? Ví dụ con i10 đang ăn 6 lít thì con này cho là vào tầm 8 lít. Thế thôi, không nhiều đâu. Nếu bác nào mà đã từng đi số sàn rồi thì các bác sẽ hiểu cái vấn đề đó. Cái xe số sàn là cái xe nếu mà ai biết cách đi thì nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Biết cách đi nhá. À, phải biết được là lợi dụng đà để mà đi, rồi thì số má các thứ nó ngọt ngào, không nên ga rồ lên một phát. Hay nhiều người không biết cứ để số nhỏ xong rồi đạp ga rồ lên một phát để mà đi chẳng hạn thì nó khá là tốn kém. Thế nhưng mà nếu như với những người biết thì đi số sàn là đi cực kỳ tiết kiệm luôn. Đấy. Đấy có mấy vấn đề đấy để các bác có thể lựa chọn. Dù gì thì ngồi trên con Civic xe hạng C tuy là đời 2008 nhưng mà chắc chắn rằng mọi thứ đều sướng hơn. Tuy nhiên thì chỉ có cái ví không sướng hơn thôi nếu trường hợp phải sửa chữa và đổ xăng. Đấy. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu, thực ra em nói thì 7-8 lít hay 8 lít hay 9 lít thì đối với một người đã đi ô tô rồi chênh nhau khoảng tầm 20.000 hay 30.000 cho 100 cây số thì em nghĩ rằng là chuyện đấy chuyện quá là bình thường. Đấy, cho là chênh nhau hẳn 50.000 đi. Đấy, chênh nhau mấy lít xăng đi. Đấy, 2.5 lít đi. Thế nhưng mà cũng không là vấn đề đối với những bác anh em mà đã mua xe rồi, và đặc biệt là những bác và anh em mà mua xe không đi đâu xa. Đấy, mà chỉ đi kiểu như là phục vụ gia đình, công việc, che mưa che nắng thôi thì em nghĩ rằng nó quá là ok. Đấy, hơn con Morning và con i10 rất nhiều. Nói thì nói buồn cười đúng không? Nhưng mà các bạn lại bảo ôi cái thằng này mày lại so với con xe hạng C với con Morning i10. So được chứ, bởi vì là so một con 2008 với con 2015 hay 2016 mà, đúng không? Đấy, phải không các bác? Rồi ok. Thì ở clip này thì một phần là em chia sẻ về con Honda Civic này, một phần là để chia sẻ các bác biết là mua con Honda Civic này so với bọn Morning i10 thì nó thế nào. Và anh em là bác nào mà có nhu cầu thì có thể là gọi điện cho em theo cái số hotline ở bên dưới góc trái màn hình nhá. Đấy, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.